Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, khối lượng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tăng trưởng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, khối lượng giao dịch tháng 4 tăng kỷ lục từ trước đến nay. Thông tin được đưa ra trong Hội thảo quốc tế Triển vọng Kinh tế Thế giới và tác động tới thị trường hàng hóa 2024 được tổ chức bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV và Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago CME Group vào sáng nay. Tại hội thảo, các diễn giả cho biết, bên cạnh những mặt hàng nông sản quen thuộc, ghi nhận tiềm năng của các mặt hàng trong nhóm kim loại. Trong quý 1 năm nay, khối lượng giao dịch nhóm kim loại trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, là nhóm có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất toàn thị trường. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đang liên thông giao dịch với Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago. Các mặt hàng trong nhóm kim loại như bạc, bạch kim, đồng. Các thông tin về kinh tế vĩ mô thường được cập nhật rất nhanh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, thị trường hàng hóa Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đối tác quốc tế, đặc biệt là từ các sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới. Thị trường hàng hóa Việt Nam có tiềm năng vô cùng lớn khi nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Khối lượng giao dịch hàng hóa được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Chúng ta có thể xây dựng, vận hành và phát triển các cái sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt, các mặt hàng, ví dụ như mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, cà phê, gạo, cao su, hay là các cái sản phẩm đặc thù như là thịt lợn, và chúng tôi cũng đang tập trung để phát triển mặt về việc xây dựng sàn giao dịch thịt lợn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia nhận định, mặc dù còn khá mới, nhưng chỉ sau 6 năm được liên thông giao dịch với thế giới, thị trường hàng hóa Việt Nam đã cho thấy những bước phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định và bền vững.